Vào thời điểm cuối năm, Bạch Lộc là nữ diễn viên hời nhất màn ảnh Hoa ngữ khi có đến 2 dự án phim do cô đóng chính lên sóng cùng lúc. Dị Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng trước đó đều được mong đợi, thậm chí nhận hàng triệu lượt đặt trước. Thế nhưng kể từ khi ra mắt, cả hai phim đều đón nhận tranh cãi từ khán giả về chất lượng không như kỳ vọng. Trong đó thì Bạch Lộc trở thành tâm điểm bị tẩy chay nhiều hơn cả. Vào sáng ngày 20 tháng 11, từ khóa tam quan của nữ chính Dị Ái Vi Doanh leo lên hạng 1 hot search của Weibo, đồng thời chủ đề tương tự về Ninh An Như Mộng cũng có mặt trong bảng xếp hạng. Nhiều khán giả thất vọng và ức chế vì cách thiết lập nhân vật nữ chính Trịnh Thư Ý của Bạch Lộc khi cô nàng quá đáng ghét và trà xanh. Để chừng trị kẻ thứ ba từng khiến mình đau khổ, Trịnh Thư Ý đã tìm cách quyến rũ người cậu của kẻ thứ ba để trả thù. Thế nhưng cô hiểu lầm người cậu là Thời Yến nên mới dẫn đến cớ sự trêu nhầm yêu thật về sau. Đông đảo người xem cảm thấy cách xây dựng nữ chính Thư Ý có quá nhiều vấn đề, lên phim lại hoàn toàn mất đi những đức tính tốt đẹp ít ỏi chỉ vì diễn xuất chưa đủ thuyết phục của Bạch Lộc. Nhiều khán giả còn mong Dị Ái Vi Doanh sẽ kết thúc buồn vì nam chính Thời Yến là tổng tài giỏi giang thì không nên rơi vào tình yêu với kẻ lừa dối mình, tiếp cận chỉ để trả thù cho hả dạ. Không chỉ bị mắng trên phim mà ngay cả ngoài đời, Bạch Lộc cũng đang đối mặt với tranh cãi dữ dội khi lộ video cười cợt kém duyên với Vương Hạc Đệ. Ở hậu trường, Vương Hạc Đệ đã có đóng góp ý kiến về góc quay với đạo diễn Quách Hổ, thậm chí đề xuất phim Hàn Goblin như tư liệu tham khảo. Song ý kiến này của anh bị đạo diễn bác bỏ và cười chê, thậm chí khi đấy Bạch Lộc còn cười hùa rất lớn, khiến Vương Hạc Đệ rơi vào tình thế khó xử. Giờ đây khi phim lên sóng, những góc quay nghiệp dư xấu xí và gym hàng diễn viên trở thành đề tài nóng khiến người xem thất vọng. Cùng với đó thì diễn xuất của Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng cũng bị nhắc đến, bị chê quá kịch và cải lương khiến chất lượng phim tụt giảm. Ngoài ra thì nhiều đất diễn và câu thoại của nam phụ Trương Gia bị cắt sang cho nam chính Tạ Nguy, làm dân tình phẫn nộ. Hiện tại cả hai bộ phim của Bạch Lộc đều bị mang ra mổ xẻ, tràn ngập bình luận tiêu cực, còn bản thân nữ diễn viên đối mặt với làn sóng tẩy chay chưa từng có trong xuyên suốt sự nghiệp của cô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và chia sẻ những cảm nghĩ của mình cũng như là có những đóng góp cho Top Sao Hoa ở phần comment bên dưới nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.